Chào mừng em quay trở lại với video tiếp theo của mình em ơi. Lại tôi đây. Này lại tiếp tục cùng nhau vào con thiên đồ chơi. Anh em mình kiếm cơm gạo phát em nhá. Thì trong này thì em thấy thì có rất nhiều thể loại mình chơi này, tài xỉu, sóc đĩa, bầu cua và gà rát, cực phẩm phi xe, vị cầm đầu thú. Khá là đa dạng đầy đủ các cái thể loại game khá là ok hấp dẫn đúng không em? Anh em nào mà muốn trải nghiệm game này ấy, cùng với tôi, cùng với tất cả anh em thì hãy click vào phần mô tả video. Ở đấy thì có sẵn đường link game rồi. Anh em tải game về là pha hàng thôi em nhá. Được chưa nào? Nay thì mình vào phần mini game, mình vào con tài xỉu 10-5 này mình kiếm cơm gạo phát anh em ơi. Anh em xem video thấy hay đừng quên để lại tôi xin một cái nút like, một cái đăng kênh và bấm cái chuông thông báo để không bỏ lỡ video. Còn muốn hỏi những phương pháp hay hơn, hiệu quả hơn thì comment xuống dưới. Hôm sau mình làm, mình gửi cho anh em thôi. Ok này, con xỉu 9 anh em ạ. Cầu này thì chắc cầu 1-1 rồi. Ok kìa, quên mất anh em ơi. Hai rồi, hai con xỉu rồi, kép 9 anh em ơi. Kép 9 như thế này đúng không? Kép 9 thì mình đây này, con 9 này lên 15 này. Đây 15 xuống 9, 9 lên 15, sau lại hai con 9 à. Hai con 9 đúng không? Thì ok thì tay này thì mình sẽ vào nhẹ cho mình con xỉu em nhá. Tay đầu thì vào nhẹ con xỉu luôn em ơi. Ok chưa? Hai củ 1 em nhá, hai củ 1 con xỉu không ạ. Thì nhiều em cũng có hỏi tôi bảo là sao anh có những phương pháp mà nó ok, nó hiệu quả, thì cũng xin trả lời thật là tất cả những phương pháp, những thủ thuật thì mình cũng tự tìm hiểu, tự đúc kết ra thôi, thì tôi thấy nó ok thì tôi cũng làm, tôi gửi cho anh em. Nên là anh em mình cứ thoải mái áp dụng những cái phương pháp của tôi vào để kiếm cơm gạo anh em nhé. Tỷ lệ bú thì rất là cao luôn, từ 60-70% thì là thoải mái luôn anh em ạ. Anh em cứ áp dụng mà thôi, khẳng định anh em là bú mà đúng không? Xem tôi từ trước đến giờ ấy thì em cũng biết cái độ uy tín rồi mà, không phải bàn anh em nhé. Ok đây, mở bát tay đầu tiên em ạ, mở bát đầu tiên bắt đầu. 6-1 anh em ơi. Ok, 6-3-1 em nhé, anh em thấy chưa? Bú luôn con xỉu 10, quá là nét luôn em này. Em thấy không? Kép 9 thì mình sẽ phang xỉu nhá, kép 9 phang xỉu anh em ạ. Nhưng em thấy kép 9 là chắc chắn là rất là ham bẻ con tài đúng không? Nhưng mà cứ phải soi kỹ cái cầu anh em phang ạ. Không nên gọi là kiểu cứ quen cầu lại kép 9 lại phang tài là thôi ngủ anh em ạ. Tùy lúc thôi anh em ơi. Con 9 con kép 9 với con 10 à? Kép 9 với con 10 à? Thì tôi nghĩ là sẽ còn một con xỉu nữa nhá, còn một con xỉu nữa này. Tài này thì mình sẽ tiếp tục vào nhẹ nhàng em ạ. Cứ phang đều tay luôn. Hai củ mốt tiếp tục anh em này, không làm thêm một củ nữa, ba củ mốt luôn anh em ơi, rực rỡ luôn anh em nhé. Anh em xem lên đây rồi thì nhớ kéo xuống bấm cho tôi xin một cái nút like, một cái đăng ký kênh và đừng quên bấm cái chuông thông báo để không bỏ lỡ video anh em ạ. Và nhớ nhá, bấm đăng ký kênh cho tôi nữa anh em ơi. Đấy, cứ phải gọi là bấm đăng ký kênh các thứ, bật chuông lên thì nó mới gọi là thông báo về cho anh em xem được. Đấy, bú một tay rồi anh em thấy không? Khá là ok, ngon luôn anh em này. Rồi được rồi, mở bát nào, con xỉu tiếp không? 1-3 rồi, anh em thấy chưa? Bú luôn con xỉu nhá. Anh em thấy nào, nét không? Phang hai tay, bú luôn hai tay anh em ạ. Nét ken luôn. Con xỉu 6 anh em ạ, con xỉu 6 này. Ok, nếu mà nó ra con xỉu 6 như này thì chắc là tay này mình sẽ bẻ tài được rồi em ạ. Tay này bẻ tài là đẹp rồi em ạ. Cầu đây chắc chắc chỉ chạy 4 con thôi anh em thấy không? Ở đây thì cũng là 9-8-7-9 này. Thì đây là 9-9-16. Cầu 4 con anh em ạ. 4 con thì với cái như thế này thì mình sẽ phang tài đi nhá. 8-2 đúng không? Ok này, vào hai cụ tài em ơi, vào hai cụ con tài thôi em ạ. Anh em phang thì cứ phang đủ 5 tay cho tôi này mình nghĩ em ạ. Áp dụng phương pháp phang đúng đủ 5 tay là nghỉ, không cần phang làm gì nhiều nhá. Cứ mỗi ngày kiếm cơm gạo như thế là ok rồi, mình tích tiểu thành đại đúng không em? Nay một ít, mai một ít là ngon rồi, không cần phải phang gì nhiều. Anh em phang càng lâu ấy thì rất là dễ loạn cầu, mà một khi em đã loạn cầu thì cút thì cao lắm anh em ạ. Vậy nên là cứ đánh nhanh rút gọn cho tôi thôi. Đúng đủ 5 tay là mình nghỉ em này. Rồi được rồi, mở bát tay thứ ba em nào. Tôi nghĩ tay này phải bú thôi anh em ạ. Con 6 lên tài là đẹp rồi này. 5 này, 1 này. Ôi rồi. 5-2-1 em ạ, con xỉu 8 vẫn chưa lên được tài em ơi, vẫn chưa lên được tài em ạ. Thế là cầu 5 con rồi. 5 con rồi đúng không? Ok. Vậy là ba tay thì bú 2 xịt 1 em ạ, bú 2 xịt 1 này. Được rồi. Con 8 đây đúng không em? Con 8 này. Con 8 này thì nếu mà đứng 8 này rồi thì đây 8 lên 15 này. Để xem tiếp nhá. 8-15 này đúng không? Đó thì có một con 8 lên 15 thì ok, tay này mình phang tài nhá. Phang tài tay này. Tay này sẽ vào tài 4M em nhá, vào tài 4M thôi em ạ. Tự tin tay này luôn em ơi, tài thứ tư này, tự tin tay này luôn em ơi. Khá là ok, để xem cái top bao nhiêu. Ai à, top 2B9 gần 3B em ạ, càng phết đấy. Câu kèo thì để mà nói là khung giờ phang ok thì em cứ phang vào tầm trưa và chiều tôi, áp dụng những cái phương pháp mà tôi đang hướng dẫn ở trên kênh. Anh em phang thì rất là ngon anh em nhé.
tỷ lệ bú cao mà áp dụng vào hai khung giờ đấy thì bú lại càng bú đúng không anh em? Được rồi, mở bát ra anh em nào. Con này phải là con tài đấy anh em ạ. Nào, rồi, bú luôn em ơi, 642 anh em thấy chưa? Lụm luôn cho mình, đó là con tài 12 em nhé, lụm luôn con tài 12 em ạ. Đẹp luôn rồi anh em ơi. Anh em thấy nào? Bốn tay thì bú 3, xịt mất một tay em này, ngon rồi anh em ơi. Được rồi, con 12 này đúng không? Thì bây giờ mình sẽ pha nốt một tay nữa em nhé. Con 12 thì chắc mình sẽ vào nhẹ 8 lít con xỉu thôi. Gọi là thăm dò thôi. Xịt thì mình cũng nghỉ mà bú thì cũng nghỉ đúng không em? Nhưng mà bú thì ngon anh em ạ, còn xịt thì không sao, mình vẫn cứ là ok mà anh em. Mỗi ngày kiếm cơm gạo một ít là rực rỡ rồi anh em ạ. Không cần phải phang làm gì nhiều không nhá. Nào, chuẩn bị để mở bát anh em ơi. Không biết là tay này có bú không nhỉ? Thường ấy thì phương pháp thì nó sẽ có tỷ lệ bú từ 3 tay cho đến 4 tay. Xịt tiệm chỉ 1-2 tay mà thôi. Có những cái clip mà mình phang ấy, bú 5 tay thông thì nó cũng khá là may mắn đấy. Mà phương pháp cũng rất là ngon mà anh em thấy không? Và anh em nhớ nhá, hãy xem phương pháp thì hãy xem những cái video mà nó mới nhất, áp dụng vào tỷ lệ thành công nó sẽ cao hơn anh em ạ. Rồi, mở bát tay cuối cùng của em nào. Ui giời, 64 xịt anh em ạ, 644 tài 14 thôi. Ok thôi anh em ơi. Thế thì chắc là nay mình sẽ phang như vậy thôi em này. Đây, anh em thấy là 5 tay thì bú 3, xịt mất 2 tay cũng khá là ngon rồi đúng không? Thì thôi thì chắc bây giờ thì mình sẽ xuống video ở đây em nhé. Anh em thấy hay thì đừng quên lại xôi xin cái nút like, cái đăng ký kênh và bấm chuông báo nhé. Còn bây giờ thì xin chào và lại anh em. Hẹn gặp anh em ở những cái video sau nhé. Bye bye tất cả anh em.